也都喝咖啡，也都喝咖啡。đều không uống cà phê. Tâu bù hơ cà phê. Tâu bù hơ cà phê. Cũng đều không uống cà phê. Dễ tâu bù hơ cà phê. Dễ tâu bù hơ hơ cà phê. Dễ tâu bù hơ cà phê. Không đều uống cà phê. Trong tiếng Trung có cách nói là không đều, có nghĩa là có người uống, có người không uống. Hay nói không đều uống cà phê. Bù tâu hơ cà phê. Bù tâu hơ cà phê. Họ không đều uống cà phê. Tha mần bù tâu hơ cà phê. Tha mần bù tâu hơ cà phê. Hãy thử nói, họ không đều uống cà phê. Bố uống cà phê, mẹ không uống. Họ không đều uống cà phê. Bố uống cà phê, mẹ không uống. Tha mần bù tâu hơ cà phê. Bà bà hơ cà phê, mama bù hơ. Tha mần bù tâu hơ cà phê, bà bà hơ cà phê, mama bù hơ. Bây giờ hãy thử nói, được, chúng ta đều uống cà phê. Ở đây từ được chính là từ hảo, trong, ní hảo hay ní hảo ma. Được, hảo. Họ hay nói được chúng ta đều uống cà phê. Họ, 我们都喝咖啡. Họ, 我们都喝咖啡. Hãy nhắc lại anh trai, em trai. Cơ cờ tỷ tỷ. Anh trai, em trai tôi. Bây giờ hãy trả lời các câu hỏi sau đây theo đúng nội dung của bài. Tính lý bùa hơ cà phê mà. Tính lý bùa hơ cà phê mà. Tha hơ cà phê. Tha hơ cà phê. Tính lý bùa tờ cưa cửa hơ cà phê mà. Trong đó, Tinh Lý Bùa Tờ Cơ Cửa là anh trai của Đinh Lực Ba. Tinh Lý Bùa Tờ Cơ Cửa. Tinh Lý Bùa Tờ Cơ Cửa hơ cà phê mà. Tinh Lý Bùa Tờ Cơ Cửa dễ hơ cà phê. Tha dễ hơ cà phê. Tinh Lý Bùa Tờ Tỷ Tỷ hơ cà phê mà. Trong đó, Tinh Lý Bùa Tờ Tỷ Tỷ là em trai của Đinh Lực Ba. Tinh lì bùa tờ tỷ tỷ. Tinh lì bùa tờ tỷ tỷ hơ cà phê mà. Tha dễ hơ cà phê. Tha dễ hơ cà phê. Hãy trả lời các câu hỏi sau theo đúng thực tế của các bạn. Nì mân hơ cà phê mà. Nì mân hơ cà phê mà. Nǐ bà bà ma ma hē kā fēi ma? Nǐ bà bà ma ma hē kā fēi ma? Nǐ gē gè hē kā fēi ma? Nǐ gē gè hē kā fēi ma? Nǐ dì dì nè, tā hē kā fēi ma? Nǐ dì dì nè, tā hē kā fēi ma? Nǐ gē gè hǎo ma? Nǐ gē gè hǎo ma? Nǐ gē gè máng ma?
你 哥哥忙吗？你弟弟呢？他好吗？你弟弟呢？他好吗？他忙吗？他忙吗？你哥哥弟弟都喝咖啡吗？你哥哥弟弟都喝咖啡吗？你男朋友呢？他喝咖啡吗？你男朋友呢？他喝咖啡吗？你女朋友喝咖啡吗？你女朋友喝咖啡吗？Hãy thử nói. Bố mẹ bạn không uống cà phê à? 你爸爸妈妈不喝咖啡吗？你爸爸妈妈不喝咖啡吗？họ đều không uống cà phê à? 他们都不喝咖啡吗？他们都不喝咖啡吗？trong tiếng Trung ngoài cách hỏi ma còn có một cách hỏi là bận hay không bận, khỏe hay không khỏe. Ví dụ, hảo bù hảo, máng bù máng. Đây là cách hỏi chính phản. Thay vì hỏi bạn khỏe không, ni hảo ma, bạn có thể hỏi là bạn khỏe hay không khỏe, ni hảo bù hảo, ni hảo bù hảo. Bạn bận hay không? Nì máng bù máng. Nì máng bù máng. Bạn có bận không? Nì máng mà. Anh trai bạn bận hay không? Nì cưa gờ máng bù máng. Nì cưa gờ máng bù máng. Hãy thử nói. Anh có cần cà phê không? 你要咖啡吗? Hãy hỏi chính phản. 你要不要咖啡? 你要不要咖啡? Hãy chú ý từ 不 khi đọc cùng 要 đọc thành 不要. Từ 不 vốn là thanh 4 khi đi với một thanh 4 khác nó đọc thành thanh 2 đọc thành 不. Ví dụ búi dạo, đọc thành búi dạo. Không cần. Búi dạo. Không cần cà phê à? Búi dạo cà phê mà. Búi dạo cà phê mà. Cần hay không cần cà phê? Dạo búi dạo cà phê. Anh có uống cà phê không? Dùng từ dạo và hỏi chính phản. 你要不要咖啡？你要不要咖啡？ Hãy thử hỏi anh có uống cà phê không? Dùng từ hơ, hỏi chính phản. 你喝不喝咖啡？你喝不喝咖啡？ Bố mẹ anh có khỏe không? Hỏi chính phản. 你爸爸妈妈忙不忙？你爸爸妈妈忙不忙？ Họ đều rất khỏe. 他们都很好。他们都很好。Bố mẹ anh có bận không? 你爸爸妈妈忙不忙？Bố mẹ anh có khỏe không? 你爸爸妈妈好不好? 你爸爸妈妈好吗? 你爸爸妈妈好吗?